Hi, chào tất cả mọi người đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một cái ứng dụng mà tải download TikTok về mà không có hình mờ của TikTok. Không để mọi người chờ lâu thì xin mọi người nhìn vào màn hình nha. Giờ các bạn vào Google Play. Đây. Các bạn vô vào đây, các bạn gõ từ khóa là Naptip giùm mình. Đó, các bạn tải cái ứng dụng này nha. Ứng dụng Naptip tải video từ TikTok không logo của nhà nhà là nhà phát triển đó là Homelab này nha các bạn. Tải đúng cái phiên bản này. Cái phiên bản này là hỗ trợ TikTok toàn cầu Global, TikTok Lite và TikTok China. Đó. Do mình đã cài đặt rồi nên không cài đặt nữa. Giờ xong, cái khi các bạn tải xong rồi giờ mình sẽ vào TikTok. Các bạn xem, đó. Ví dụ như cái video này của bạn Hải đang hát nè. Giờ mình sẽ tải về cho các bạn nha. Tải về cái ứng dụng chưa qua nắp tiếp. Đây. Đó, đã tải xong rồi đó. Giờ mình vào cái thư mục này. Đây. Video mà mình mới tải nè. Nó có để cái hình mờ TikTok nha các bạn. Trên dưới luôn nè. Đó. Giờ mình sẽ xóa cái video này. Đó. Giờ mình sẽ tải cái video đó từ native cho các bạn xem. Ok, các bạn copy link nha, sao chép liên kết nè. Đó, các bạn thoát ra và các bạn vào cái ứng dụng là native. Đó. Đây. Native này các bạn paste link hồi nãy nè. Đây. Đây nó có để là download có water hoặc download là không water nha các bạn. Các bạn tải vào download không water này. Download rất nhanh nha các bạn. Giờ mình đã tải xong rồi, giờ mình sẽ vào cái thư mục vừa tải về đây. Đây các bạn xem à, nó mất cái hình mờ logo TikTok rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình những video tiếp theo hay hơn nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.